Thưa quý vị, Liên minh châu Âu vừa tiết lộ kế hoạch chi tiết về một hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ nhằm cung cấp thông tin liên lạc an toàn cho khối. Dự án này sẽ tiêu tốn khoảng 6 tỷ euro tương đương với 6,8 tỷ đô la Mỹ từ cả nguồn vốn công và tư nhân. Ủy ban châu Âu dự kiến chi 2,4 tỷ euro từ ngân sách riêng, trong khi phần còn lại sẽ đến từ các nước EU và các công ty tư nhân trong ngành vũ trụ ủy viên thị trường nội bộ thierry breton là người thúc đẩy eu thông qua dự án trong hơn một năm qua ông chia sẻ với đài truyền hình pháp bfm rằng việc châu âu có hệ thống vệ tinh riêng là cốt yếu ủy viên breton nhấn mạnh các kế hoạch không gian sẽ giúp tăng cường an ninh mạng và khả năng phục hồi các nước eu đồng thời đảm bảo truy cập băng thông rộng tốt hơn trên khắp châu âu và châu phi ông tuyên bố trong một cuộc họp rằng dự án là trung tâm trong chiến lược bảo vệ chủ quyền và kỹ thuật của châu âu eu đang bước vào một cuộc đua toàn cầu khốc liệt và phủ sóng trái đất với chuỗi vệ tinh quỹ đạo thấp các công ty này gần với trái đất hơn nhiều so với các loại vệ tinh truyền thông dùng để chiếu tv và liên lạc từ xa vệ tinh tầm thấp đồng nghĩa với việc người dùng được kết nối và băng thông rộng nhanh hơn điểm trừ của vệ tinh tầm thấp là chúng không hoạt động được lâu và cần phóng với số lượng lớn để đạt được phạm vi bao phủ tương đương với vệ tinh truyền thống chưa dừng lại ở đó, vệ tinh tầm thấp cũng làm dấy lên lo ngại về va chạm do số lượng và mật độ vệ tinh trên quỹ đạo đang tăng với tốc độ chóng mặt. Đơn vị thống trị hệ thống vệ tinh tầm thấp hiện tại là SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Công ty đã phóng khoảng 2.000 vệ tinh nhằm tạo nên hệ thống Starlink, giúp cung cấp băng thông rộng cho người dùng ở những vùng đất hẻo lánh nhất. SpaceX có lợi thế khi sử dụng tên lửa đẩy tự sản xuất và hiện đang là một trong những công ty tư nhân giá trị nhất thế giới Đối thủ mà Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cũng đang lên kế hoạch cho một hệ thống tương tự có tên là Project Kuiper. Châu Âu hiện chỉ có công ty khởi nghiệp OneWeb là đủ tầm cạnh tranh với SpaceX. Công ty hiện đã được chính phủ Vương quốc Anh mua lại sau khi phá sản do đại dịch COVID-19. Vương quốc Anh hiện đang hợp tác với tập đoàn Brati Global Ấn Độ, SoftBank Group Nhật Bản và nhà điều hành vệ tinh Eutelsat SA của Pháp để phóng 648 vệ tinh vào quỹ đạo. Cuộc chiến ngành kinh doanh vệ tinh đang rất căng thẳng với đại diện đều là những tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới như là Elon Musk, Jeff Bezos hay là Richard Branson. Trước sự hấp dẫn từ thị trường mới, ông trùm viễn thông người Pháp Patrick Drahi không thể làm ngơ. Vị tỷ phú 58 tuổi thành lập đoàn viễn thông Artix vào năm 2001. Kể từ đó đến nay, thì Drahi đã tiến hành nhiều thương vụ sáp nhập đình đám trong ngành, Năm 2013, Drahi mua lại SFA, nhà cung cấp điện thoại di động và Internet lớn thứ hai ở Pháp từ tập đoàn truyền thông VND. Tiếp đó, Drahi đưa Antis gia nhập vào thị trường viễn thông Mỹ vào năm 2015 bằng cách mua lại 70% cổ phần của Sutton Link Communications, công ty truyền hình cáp lớn thứ bảy ở Mỹ, được định giá 9,1 tỷ đô la Mỹ cũng trong năm 2015, Drahi mua lại Cap nhà khai thác cáp lớn thứ năm ở Mỹ và đổi tên thành Antis USA. Thì đến năm 2021, Patrick Drahi được ước tính sở hữu khối tài sản dòng là 8,2 tỷ đô la Mỹ và đang có ý định đầu tư vào ngành hàng không vũ trụ. Vào tháng 9 năm nay, EU Communications Communication SA, nhà khai thác vệ tinh lớn thứ ba thế giới cho biết, họ đã từ chối lời đề nghị mua lại trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ từ Patrick Drahi. Vị tỷ phú người Pháp đã trả cao hơn giá cổ phiếu trung bình trong 3 tháng của EU 23%, nhưng vẫn thấp hơn giá trị công ty trước Covid-19. Thế nhưng sau hơn 2 tháng im lặng thì các chuyên gia dự đoán EU rất có thể sẽ đổi ý. Eutelsat đã là một công ty có thâm niên trong ngành khai thác vệ tinh. Tuy nhiên, phần lớn doanh thu của họ đến từ lĩnh vực kinh doanh truyền hình vệ tinh, vốn đang ngày càng khó khăn. Định giá Eutelsat cũng ở mức thấp và ít dao động, chỉ tương đương với 6 lần dự báo thu nhập trước lãi, vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Nếu không chấp thuận đề nghị từ Patrick Drahi thì Eutelsat có thể sẽ phải xem xét hợp nhất với SES SA, một công ty phát sóng truyền hình vệ tinh có trụ sở tại Luxembourg việc kết hợp sẽ giúp hai công ty củng cố thị phần trong ngành phát trực tuyến video